Thúy, anh xin lỗi em. Đôi ta có duyên mà không nợ. Xin hẹn em lại kiếp sau. Vĩnh biệt em, Thúy. Ôi trời 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 trời. Cái gì cha nội? Tôi muốn tự tử. Ông chồng ôm cái đó, tôi giật mình tôi té rồi chết thì sao? Thánh thần thiên địa ơi, buồn thiệt chứ. Nó đi tự tử mà nó sợ chết. Tôi muốn chết một cách thanh thản. Hết chỗ mày chọn lại sao vậy? Sao hả? Mày nhìn kỹ đi. Mày có thấy cái gì không? Đất hay cạn xèo cái gì? Làm sao mày chết? Ôi trời ơi trời. Hồi nãy quýnh quán mắt nhắm mắt mở. Tôi định nhảy đại tôi có biết này cạn xèo gì đâu. Bây giờ mày muốn chết phải không? Ừ. Tao giúp mày nè. Ôi trời ơi, đâu vậy đi đâu? Trời ơi, buông tay ra làm gì kéo vậy? Muốn chết phải không? Dẫn đi chết đây nè. Đi theo tôi. Đâu đây? Hỏi cái gì? Chết là biết. Đi đây. Đi. Nhanh đi. Mày vô đây. Chỗ này đủ để cho mày chết chưa? Được rồi. Cảm ơn mày. Nhờ mày mà tao đã sáng mắt ra rồi. Thôi, tao đi chết đây. Khoan. Cái gì? Tại sao mày muốn chết? Cô bồ tao á, nó nói tao ghen quá. Nó bỏ tao rồi. Tao đi chết đây. Thôi, mày đừng an ủi tao nữa. Không có, mày đi chết là đúng rồi. Bây giờ mày nhảy xuống trước đi. Rồi tao coi tao rút kinh nghiệm tao nhảy xuống sau. Ủa sao kỳ vậy? Sao mày lại muốn tự giận giống tao? Buồn thiệt chứ. Tôi đầu tư kinh doanh thua lỗ. Ủa? Mày đầu tư bất động sản hay là chứng khoán vậy? Cá độ đá banh. Vậy mày chết là đúng rồi. Bởi vậy bây giờ hôm nay tôi không chết thì ngày mai bọn giang hồ nó cũng giết tôi. Cảm ơn mày đã có bạn đồng hành. Chơi. Chơi. 1, 2. Ôi trời 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 trời. Sao mà chóng mặt quá trời ơi. Từ đây mà xuống dưới á, bao xa lận? Mày muốn biết bao xa phải không? Bây giờ tao lấy một cục sỏi. Tao chọi xuống. Chừng nào mày nghe được tiếng bấm là mày biết độ sâu của nó. Trời ơi. 1, 2, 3, 4. Ủa sao nghe tiếng bấm? Tao chưa chọi mà. Mày rảnh dữ vậy? Chọi lại. 1, 2, 3, 4. Chưa nữa hả? 5, 6, 7, 8. Rồi nghe rồi. Ủa? Nãy mày chọn mấy cục? 1 cục. Sao nghe 2 tiếng bụm? Tiếng đầu tiên là tiếng cục đá. Tiếng sau tao. Buồn thiệt chứ. Mày rảnh dữ à? Không phải, mỗi lần tao căng thẳng là tao như vậy á. Thôi, chơi. Chơi. Khoan. Quên. Trong khoảng thời gian mà từ 1 tới 8 tao đang rơi xuống dưới á. Rồi tao làm gì mày? Thì mày lấy điện thoại ra mà nhắn tin mà xin lỗi con bạn gái của mày. Mà quên nữa. Ví dụ như tao nhắn tin tao xin lỗi đi. Rồi bạn gái tao đồng ý tha thứ cho tao á. Thì tao làm gì? Lúc đó mày không làm được gì nữa đâu. Mày chết mẹ rồi. Chơi. Chơi. Đứng lại. Các anh có con là con người không? Có con là con người không? Hả? Anh biết đây là cái gì không? Các anh biết đây là cái gì không? Là cái cầu. Là cái cầu. Hả? Bao nhiêu mồ hôi nước mắt đã đổ xuống để gây dựng lên cái cầu này. Anh biết bao nhiêu tiền không? Hoàn thành là 3.000 mấy tỷ. 3.000 mấy tỷ. Tiền đó của ai? Của ai? Của tôi. Của tôi. Hả? Wow. Ông giàu gì hả? Thiển cận không biết gì cả. Tiền thuế hàng tháng hàng năm tôi đóng đâu. Không phải một mình tôi mà có anh. Có anh. Có cả gia đình anh, cha mẹ anh, chú gì dượng quanh đã đổ xuống đây để mà thanh của cái cầu này. Giờ mà anh nở lòng nào? Nở lòng nào? Anh là phóng ô uế cái phòng này là sao hả? Nói. Dạ tầng nãy giờ em lên này em chưa có đại tiện hay tiểu tiện gì sao nói là ô uế? Đừng có láo, tôi nghe rõ ràng một tiếng bấm. Ồ ông nhận thính thiệt mày. Buồn thiệt mày. Buồn cái gì hả? Tôi nói anh biết hả? Tôi nói anh biết cái cầu đã đẹp như vậy nè, nở lòng nãy là làm gì hả? Anh làm gì là sao? Anh là còn con người nữa không? Còn con người nữa không? Trời ơi! Trời ơi! Ôi chết cha, ông chết, ông chết, ông chết. Ủa sao chứ anh? Mỗi lần tôi giận tôi nói lớn tiếng là tôi bị mệt tim, anh hiểu không? Anh có hiểu không? Dạ, anh đừng có lớn tiếng. Không lớn tiếng làm sao mà anh biết được, mà anh hiểu được cảm xúc của tôi như thế nào? Hả? Hả? Có anh là con người không? Còn là con người không? Dạ. Hả? Hả? À, hiểu. Hiểu cái gì? Tôi đang nói chuyện với anh Mạnh vậy, giờ hỏng tôi là sao hả? Hồi nhỏ đi học không? Cô giáo dạy không? Điều đó là mất lịch sự. Mất lịch sự khi người ta đang nói chuyện mà nhảy vào hông ta là mất lịch sự, hiểu chưa? Dạ hiểu. Tốt. Trời ơi. Chết ông chết. Ông tự lớn tiếng ông tự mệt chứ. Nên mình biết cái câu này xây bao nhiêu tiền không? 3.000 mấy tỷ. 3.000 mấy tỷ. Cái này nãy anh nói rồi. Nói chưa? Dạ nói rồi. Sao không nhắc? Sao mất lịch sự? Trời ơi. Trời ơi chắc tôi chết với hai thằng này quá. Thôi mình đi để không chết á. Ừ không. Đứng lại. Mấy anh định trốn trách trách nhiệm của mình hả? Hả? Anh biết cái câu này, đấy, vậy mà anh nở lòng nào nó cái này cắt cáp rồi bán tác dụng là sao hả? Sai rồi. Sai cái gì? Tụi này đâu có cắt cáp đâu. Không cắt cáp rồi đây đâu có gì. Đi tự giận. Đi tự giận à? Sao không nói trước? Nói sợ mất lịch sự. Im đi. Trời ơi, trời ơi. Các anh đi tự tử hả? Các anh biết ta hả? Anh nói cái gì? Đi tự tử. Trời ơi, thiên lý nó còn ở đây không? Công lý ở đâu? Trời ơi, hả? Anh còn con người nữa không? Anh còn là con người nữa hay không? Dạ tụi em đi tự tử rồi sao chửi anh rồi. Em đi. Anh biết cái gì? Anh biết cái gì? Thiện cận hả? Anh chết anh tìm cách quyên sanh ở đây. Khi anh chết anh cưỡi hạt quyên sanh ở đây rồi. Còn tôi, anh biết tôi là cái gì ở đây? Tôi là cái gì ở đây? Tôi là người bảo vệ coi cái cầu này. Vậy mà khi anh chết ở đây ngã xuống ở đây hả? Sếp tôi sẽ biết được, sẽ đuổi việc tôi, sẽ đuổi việc của tôi. Thì lúa tiền đâu, thu nhập của tôi đâu mà tôi có tiền để đóng thuế hàng năm hàng tháng để xây dựng những cái cầu như thế này? Ủa? Hả? Sao ông đi đâu xa quá vậy? Im đi! Trời ơi! Trời ơi! Em có ý kiến không? Rồi! Anh nói mệt chưa chứ em mỏi chân lắm rồi á. Mỏi cũng phải đứng nghe. À, tôi nói tôi không mệt mà anh mệt cái gì? Dạ. Chuyện đó là chuyện nhỏ thôi. Còn chuyện gia đình của tôi nè, tôi không còn thu nhập. Hả? Vợ con tôi ai lo? Vợ tôi ai lo? Hả? Mà nếu không lo cho nó thì sao? Nó sẽ bỏ tôi nó đi. Nó bỏ tôi đi bởi vì nó theo đại gia. Theo đại gia bởi vì sao? Chân nó dài mà. Chân nó có dài, nó có quyền. Hiểu chưa? Nó buồn thiệt chứ. Buồn cái gì? Tôi không buồn mà anh buồn cái gì? Hả? Tôi không cần sự đồng cảm của anh. Chưa hết. Còn con tôi, đứa 1 tuổi, đứa 2 tuổi, đứa 3 tuổi, đứa 4 tuổi, đứa 5 tuổi thì sao? Thì sao? Hả? Hả? Rồi đúng rồi. Nó sẽ nhao nhóc. Nó sẽ làm sao? Tương lai như thế đâu? Tương lai sẽ về đâu khi một cái bối cảnh đen tối ồ ạt lên khuôn mặt nó như thế này? Hả? Anh giết chết tôi rồi. Chưa hết. Chưa hết. Đứng lên đàng hoàng. Đứng lên đàng hoàng. Tôi đang nói mà. Hả? Chưa hết đâu. Còn cha mẹ tôi thì sao? Cha tôi 80 tuổi, mẹ tôi 76 tuổi. Ai lo không phải anh mà là tôi, là tôi. Trời ơi, cha mẹ ơi. Con bất hiếu tử, không lo phụng dưỡng tới nơi tới chốn. Con xin lỗi, không còn sống trên cõi đời là làm gì nữa. Con xin đi trước đây. Con quyên sanh đây. Trời ơi. Không, tự tử là tôi. Tự tử là tụi tôi chứ mấy anh. Tự tử là tụi tôi. Không, tôi không còn thiết sống trên cõi đời này nữa. Còn những người như các anh, tôi không thể nào sống được nữa. Hãy để tôi đi. Hãy để tôi đi. Không, đừng. Trời ơi. Trời ơi, sao mà chết với hai này quá. Trời. Cái gì nữa? Trời ơi. Các anh còn phải là con người nữa không? Hả, có còn là con người nữa không? Dạ sao ạ? Hết rồi. Hết rồi, xịt hết rồi. Trời ơi, trời ơi, chết chắc rồi. Trời ơi, còn là con người nữa không? Chết nè. Ê, ông chết, tao với mẹ ở tù á. Buồn thiệt chứ. Đi tự vợ mà gặp gia bảo vệ khùng này, đuối luôn. Đã vậy, phải mất thời gian đưa ông vô bệnh viện nữa. Buồn thiệt chứ. Bây giờ mới thấy chết cũng khó khăn nữa. Nè, mày có cách gì không? Ê, cách này được không? Giờ này nghỉ hết rồi. Đây, đây cái sữa chua này. Cái cách này con khá hay luôn. Yên tâm, phim Mỹ nó làm hoài. Mày không tin không? Cho mày coi. Ôi hay vậy ta. Ôi kiếm mày hay quá vậy ta. Bây giờ vậy, Mày leo lên mày nằm. Ừ. Tao chơi ngang cái. Được chưa? Dạ. Trời ơi, ý kiến mày hay quá. Cảm ơn mày nha. Ừ. Cảm ơn mày đã giúp tao. Chơi nha. Khoan, để từ từ tao nằm ngay đàng hoàng mày. Ừ. Rồi, vậy được chưa? Rồi. Ừ rồi, chuẩn bị. Gì nữa? Không phải, tao không muốn là cắt làm đôi mà. Ừ. Tao muốn xẻ dọc. Làm sao? Bồ mày thiệt chứ. Sao? Để ở đâu vậy? À, mới để vậy là nó sẽ xẻ dọc để làm đôi hả? Ừ. Ừ, rồi. Khoan hoài. Trời ơi, trước khi chết mày phải cho tao quay một cái cuộn video clip để dành á cho người yêu tao coi. Người yêu tao coi xong xuôi á, bảo đảm nó sẽ hối hận suốt cả cuộc đời luôn á. Nè, mày quay giùm tao đi. Quay cho nó đẹp nha. Nhớ đẹp nha. Buồn thiệt chứ. Trước khi chết cũng phải đẹp đàng hoàng, rồi chưa? Chơi. Chơi rồi. Chào em yêu. Anh biết rằng anh rất là có lỗi với em. Cuối cùng thì em cũng bỏ anh ra đi rồi, nhưng anh không hề ân hận gì hết. Trước khi chia tay. Thằng quỷ, tao đang làm chung mày làm gì mà cười? Mặt mày hề. Tao đang bi mà. Bi mà mặt mày hề. Làm lại mày. Em yêu à, trước khi ra đi anh muốn để lại tất cả những tài sản mà anh đã dành dụm bao nhiêu năm để lại cho em. Em biết thằng Trung Lùn không? Nó thiếu nợ anh 50.000. Em nhớ ghé nhà nó em đòi nha. Rồi em dành dụm mà sống đến suốt cuộc đời. Ôi khoan nữa. Đây nè, mày quay mới vô, quay mặt hai thằng để làm chứng là mày là thằng suối tao chết. Mày chơi gì khùng với mày? Sao? Ở đó mày công an tới điều tra rồi bắt tao sao? Thì mày lúc đó mày chết quẹo rồi. Vậy quay đi. Hai, anh là người suối nó chết nè. Buồn thiệt chứ. Nó được đó. Ê, đó. Khoan. Sao? Tao có một yêu cầu. Gì nữa? Tao muốn gửi cho ba tao một cái clip mà bài hát mà ngày xưa ba tao ru cho tao ngủ. Dạ thưa ba, con muốn hát lại bài hát ru mà ngày xưa ba đã từng ru cho con. Con là con ếch của đời ba, con là con chó của đời ba, nếu con không về xin ba đừng buồn. Con là con dê của đời ba, con là con cóc của đời ba, nếu con không về xin ba đừng buồn. Ủa ba tao chết lâu rồi mà. Mày rảnh dữ hả? Tao xàm quá. Mệt. Rồi bây giờ chết phải không? Khoan. Gì nữa? Mày cho tao gọi điện về cho mẹ tao một tiếng đi. Gọi đi. Alo. Mẹ à. Mẹ là thần tượng của đời con. Con đi chết đây. Trời. Khoan hoài. Có mẹ rồi thiếu ba đâu có được. Ba là lẽ sống của đời con. Con đi chết đây. Trời. Khoan. Buồn thiệt chứ. Thằng đấy là tao chơi hoài mà mày chưa có chơi. Bây giờ mày muốn gọi cho ai nữa? Dòng họ tao đông lắm, có khi gọi tới sáng luôn á. Mày không dám chết mày đi qua đây. Mày không dám chết là tao chết trước chưa? Rồi, tao bấm ra. Chơi. Rồi, chuẩn bị nha. Ủa, mày làm gì vậy? Tao chết lạ lắm. Tao à, không có thích từ này xuống mà tao khoái từ này lên. Rồi, nên tao phải ngồi thế này. Chuẩn bị chưa? 1 2 3. Ba. Mày đừng nói là mày gọi cho ba má mày nữa nha. Mày cho tao mượn điện thoại. Nè. $75 hả? Tao biết mày là thằng giang hồ, tao mượn nợ. Cả đời tao chưa bao giờ dám lớn tiếng với mày. Nhưng hôm nay tao bản lĩnh, tao dám nói mày một câu là tao xù nợ mày, mày làm gì tao? Tao đi chết đây nè. Xin lỗi mày nha. Tao chơi bản lĩnh, tao không sợ ai hết đó. Vậy mới được. Chơi. Rồi, chuẩn bị. Chuẩn bị chưa? Chơi 1, 2, 3. Khoan. Cái gì nữa? Mình định gọi cho ai nữa? Tao phát hiện ra một điều. Gì? Tao chết rồi. Ừ. Đến lượt mày. Ai bấm cầu dao? Ừ. Bây giờ mày tính sao? Buồn thiệt chứ. Tao tính vậy. Bây giờ tao với mày cùng ôm nhau, bật cầu dao một lần, rồi chết chung một lần. Thấy sao? Ok. Chơi. Chơi. Nhìn việc em. Bảy dâu lam, xin lỗi mày. Chết cha, cúp điện. Buồn thiệt chứ. Mày thấy cách này khả thi không? Yên tâm, cách này mấy ông ve chai làm hoài. Nếu trái bơm này mà nó chịu nổ á, không chỉ riêng tao với mày, mà năm sau làm đám dỗ luôn cả cái xóm này. Ủa rồi quay cưa về hoài biết gì nào nó nổ. Buồn thiệt chứ. Cái thằng này nó đi chết mà nó không kiên nhẫn. Hôm nay không nổ thì ngày mai. Ngày mai không nổ thì tuần sau hoặc 10 ngày. Có nào tao mày chết trước khi nổ không? Làm sao? Chết vì đói. Buồn thiệt chứ. Thằng này đã chết mà nó không kiên nhẫn giờ sao ta? Thôi mệt, tao thấy cái này không khả thi thế nào á. Thôi mệt quá, tao kiếm cách khác đi. Ê, mày thấy cục đá không? Thấy. Tao chọi vô là bảo đảm nó nổ. Mày muốn làm gì mày làm. Mày chuẩn bị nha. Nhớ chuẩn bị á. Tao đếm á nha. 1, 2, 3. Ê, nằm xuống lên nổ. Nằm xuống, mày nằm xuống, lại nằm xuống. Ây da, mày làm gì vậy? Buồn thiệt chứ. Mày làm thấy ghê luôn à. Tao tưởng mày lấy cục đá bự này, ai ngờ mày chơi cục đá nhỏ xíu vậy, mày gãy ngứa nó hả? Rình không nổi. Mày không rình nổi. Đi qua, để tao rình. Chuẩn bị nha. Tao hô 1, 2, 3 là chúng ta cùng chết nha. Mày chuẩn bị chưa? Mày đâu? Tao nè. Buồn thiệt chứ. Lại nó nổ. Lại nó nổ. Chuẩn bị nó nổ. Nằm xuống. Chuẩn bị nó nổ đâu. Nằm xuống. Ủa, sao nổ nhỏ xíu hả? Tao nổ à, buồn thiệt chứ. Mày cứ vậy hoài à. Đang lúc căng thẳng mà cứ giỡn. Ủa, mày đi tự tử mà núp chi vậy? Tao bị liệu rồi. Thôi, tao thấy cách này không ổn đâu. Cái thằng này chết không kiên nhẫn là sao ta? Ê, tao có cách khác rồi. Gì? Sao mày chết rồi mày không kiên nhẫn là sao? Kiên nhẫn gì? Mỗi giờ muốn chết. Tao đang tính đến chuyện là chết vì lửa nè. Lửa hả? Tắt nhãn mà kìa. Buồn thiệt chứ. Mày chết mà không kiên nhẫn là sao? Tao biểu chợn tí xíu đi. Để cuối cùng bây giờ nổ luôn rồi hả không? Ừ, tiếc thiệt. Mất hết cơ hội rồi. Cái này ổn không? Yên tâm, cái này phim Mỹ làm hoài à. Vậy hả? Mà tao đang suy nghĩ không biết là lúc đó tàu mà nó chạy qua thì mình sao ta? Thì hai khúc thành bóng khúc. Buồn thiệt chứ. Sao mà lâu tới dữ vậy ta? Cái thằng này nó ngộ ghê. Nó đi chết mà nó không kiên nhẫn là sao trời. Nói hoài. Ê, có nào mà tàu chạy tới á, tự nhiên mày đứng dậy mày bỏ một tàu đây không? Vậy đồng hồ xe lửa lại, rồi sao nhảy kịp? Mày đi tự tử mà mày nhảy ra làm chi mày? Dạ. Tí, Tí ơi. Dạ. Tí, con đâu? Dạ con đây. Đâu đâu? Dạ con đây. Trần ơi, trời gió mưa vậy mà sao mặc vậy mày không lạnh hả con? Áo con đâu đưa đi? Dạ áo con đây. Cái áo lành này nè. Bà ơi, mặc thêm cái áo này vô con ơi. Trời ơi, con mà bệnh hoạn là mắc khổ lắm đó. Ráng giữ gìn nhau. Dạ. Con. Ôi sao vậy? Cái gì vậy? Sao vậy con? Hả? Dạ, chỗ này là sao? Té hả? Sao thôi tội nghiệp con tôi. Sao mà té vậy nè? Giữ gì nó có té hả con? Con mà té là má khổ lắm. Con có bệnh hay gì là má làm sao đây? Con mà ai đi cài nút vô. Ráng đi con. Nè. Con mỗi mình con à. Con không giữ gìn thân thể. Con có nhớ gì nè. Mạng sống của người mình nó quý lắm nha con. Dạ. Con ráng nghe lời má mà giữ gìn đừng có để cho nó hề hấn gì nghe không? Té gì là khổ lắm. Rồi đau của rồi con có làm sao mà khổ tâm lắm biết tính sao đấy đi không con? Dạ. Con ngò xưa tôi lại nhớ người cha yêu. Có một chiều mưa cha đạp xe bán kem trở về. Người con trai người chợt dừng xe. Kể từ bây giờ mẹ không có còn ở cạnh mình con nữa, cho nên con phải tự lo cho cuộc sống. Con phải biết là mẹ lo cho con từ nhỏ tới giờ rất là vất vả. Chợ bàn tối ra đông ngõ, người mới dắt xe đạp vô. Có phải vì thương, thương con trẻ thẹn với đời. Lòng chợt thương cha đã lo toan bao tháng ngày. Sớm hôm đạp xe, đời mưa nắng âm thầm nuôi con. Sao nghe lòng thương nhớ, nhớ cha gò lưng đạp xe đi giữa chưa hè. Tao nhớ má tao quá, thôi cho tao về bởi. Mày sao? Thôi tao cũng muốn chết. Vậy, thôi mình về đi nha. Ok. Đi. Ê, tao ơi. Bây giờ ra. Sao mở đây? Sao mà nãy mình còn chặt như vậy vậy? Tao có biết đâu. Bây giờ chừng sao? Ê, ba ơi, ba ơi. Ba mở giùm con ơi. Ba ơi, mở giùm con, cứu giùm con sợi dây đi. Thôi thôi, chết cho. Dạ. Trời ơi, mày gì đau. Ây ơi. Tao được chết cha rồi. Trời ơi, sao mày về nãy mày chặt như vậy? Tao lỡ tiền kiếm luôn, tao cũng sợi dây. Tao tao luôn đi. Lẹ. Lẹ bắt đi nè. Đâu. Trời ơi, mùng dữ mới ghê chứ. Ở dưới là dư nữa chứ. Dạ. Rất là dư. Con muốn chết bà ơi. Lẹ. Mọi giùm coi đi bà, dư nha, dư nha. Chết rồi. Chết rồi. Vợ ta chôn. Tí ơi. Dạ. Con đâu? Dạ con đi. Đây hả con? Trời ơi nãy giờ mở lâu quá, đứa con đi đâu? Con đứng này dưới mát cho con. Sao? Trời ơi, thấy mấy anh không? Nè, tụi con ơi, Má có lời giữa hai đứa cho con. Tụi con đừng có nghĩ quẩn mà nguyên sinh nữa, tội nghiệp. Không có đáng chết đâu con, cuộc sống thì đáng yêu lắm. Bà như thế này mà bà còn yêu đời mà còn ráng để mà sống, đúng không? Tại con cảm ơn bà. Không có gì, không có gì. Cảm ơn bà đã cứu mạng hai tụi con. Tụi con hiểu vậy là được rồi, bà mừng lắm, được không? Bây giờ tao mới thấy là cuộc sống này rất là đáng quý. Nếu mà cảm thấy quý cuộc sống á thì sau này tao có lời khuyên. Có người yêu đừng bao giờ ghen nữa. Còn mày cũng vậy á, từ nay trở đi nhớ phải bỏ cờ bạc á. Rồi, tao hứa bỏ cờ bạc. Nhưng mày cũng phải hứa bỏ ghen. Nếu mày bỏ ghen, tao giới thiệu em gái tao cho mày. Hứa như lời à nghe. Còn tao á, tao sẽ hứa là trả nợ cho mày. Ách đù. Bạn tốt bay. Vậy mày đưa điện thoại đi, tao gọi em gái tao tới. Rồi nó đón tao giới thiệu mày luôn. Em gái dễ thương không? Má cháy bùi chét. Em gái hả? Anh hai đang ở ngay ngã ba gần ga xe lửa nè. Tới đón anh hai nha. Ok. Rồi, đưa tiền đi mày. Mày thiếu nợ nhiêu? 70 triệu. 70 triệu hả? Nè, cầm đỡ 70 ngàn. Buồn thiệt chứ. Buồn cái gì? Mày còn sức khỏe, còn đôi bàn tay đôi bàn chân, phải tự làm để trả nợ cho người ta chứ. Không ai mà giúp ai không cái điều gì hết. Buồn thiệt chứ. Em gái tao tới rồi đó. Hả? Hả? Người yêu của tao đó. Hả? Ủa? Sao anh quen ảnh vậy? Hai đứa đi chết chung. Hả? Hả? À không, hai đứa cùng cảnh ngộ. Thúy, em cho anh xin lỗi đi mà. Anh hứa kể từ nay anh sẽ không bao giờ ghen bậy bạ nữa. Anh hứa rồi nha. Khoan. Hả? Từ sáng tới giờ em không gặp anh. Em đi với thằng nào? Hả?